Đây là những người mà một á, là cô Nga cắt lục bình, rồi cô Trinh cũng cắt lục bình, còn cô này thì làm móng móng cá hả? Cái Dạ này còn làm không? dạ cho con Cô là tên gì? Thị. À, Thủy á. Thị thì ngày hôm qua thì chú Thịnh cũng nghe cái hoàn cảnh cũng phải nuôi con, thì hôm nay chú Thịnh ở ngoài cái tàu nè chở vô đây là xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, ấp gì ta? Ấp An Thạnh. Ấp An Thạnh ha. Thì 10 kg gạo của Thị đó, Thị về nuôi con Thị, rồi lấy 10 kg gạo đi Thị. Rồi cô Trinh đó thì nửa đường đứt dây thun hả, gãy gánh. Rồi con năm nay nhiêu tuổi rồi Dạ, con 11 tuổi rồi. Trinh? Giờ đừng phải nuôi con mà cắt lục bình, quý vị thấy đó, trên cái ghe lục bình mà xa xa thấy cái dáng bơi đó thì cũng 10 kg gạo. Cái này là của cô Trang Bích Duy Vân Ngọc Anh gửi tặng mình đó trong cái dịp Tết Dạ. này. Cảm ơn hết mấy chị, chú. Dạ, cô Nga luôn nè, cô Nga 10 kg gạo. Rồi cô nhận luôn đi cô Nga. Rồi, Ừ. vô uống nước luôn rồi nha. Dạ, Trang Bích Dân Ngọc Anh nha, Dạ. gửi tặng đó. Thôi về đi Thị. Dạ. Nhiêu tuổi rồi Thị? Có 28. Rồi, bắt đầu giới thiệu cho tiếng Dĩ nên nó dắt đi luôn. À, quý vị và các bạn cùng coi cái phụ nữ miền Tây trong lúc nhàn rỗi rất giàu. Lúc nhàn rỗi thì cũng phải kiếm thêm. Dạ. Mà lục bình mùa này có giá không cô? Mười mấy ngàn mà bán có giá không? Dạ. Thất thảm không à hả? Cái kia thất thảm lâu lâu mới Ừ. mua rồi chứ đâu có phải mua à. Dạ. Gì đón lục bình vậy đó hả? Thì mời quý vị cùng trải nghiệm cắt lục bình là sao nha. Vớt lục bình chứ mà không được cắt lục bình nữa. Cái này tại vớt là tại vì mình không có chỗ nuôi hay sao vậy cô? Trời ơi, nuôi gì hết. Tôi Cũng như nuôi không đủ cắt hả? Nuôi không phải tại vì cho mình cắt chứ bãi nhắc chứ gì tôi muốn. À, nhưng mà mình Lúc nào có lục bình á. đúng không, mình nuôi cho nó mình có thời gian mình cắt vậy. Ừ. Dạ. Đi vô hay đi ra? Đi vô. Cô bơi bơi ngược lại. Thì cắt lục bình trên sông cho quý vị xem nha. Cái này là vớt lục bình chứ không phải là cắt lục bình hả? Vớt tại vì nó cho mãi ghe ghe rồi nó chạy đứt đó cho Dạ. con Dạ. là vớt được Dạ, sao mày lá lú gì tùm lum vậy con? bây giờ mình chặt liền lên rồi mình chặt lại Dạ. chứ làm như tỷ chặt ra tại cộng vậy đâu biết nào rồi Dạ. có lục bình đâu ấy Cũng như nó trôi quá rồi mình rồi lên nó rồi chết mình. kịp tôi bò đó Ừ. lặn cột dây đó. Còn mấy cái bãi này là của ai? Bãi của người ta. Của anh ta, mình không được cắt. Không, của ai nấy nuôi nấy cắt à. Dạ. Đó thì đó, cắt lục bình là như vậy nha quý vị. Cho quý vị thấy cái cảnh quê mình nha. Cô. Bỏ đeo hả? Dạ. Bơi nước ngược này mệt à. Ông gì mà ông vớt cá bây giờ còn không nghe cô? Còn Còn nhưng mà có cá không? mùa này có đâu Không có con nào hết nè. mày không nghĩ rồi chứ con không sao vớt nữa. Dạ. Thì sông miền Tây mình lục Gió bình nó rất đi là vô. nhiều. Thường thường cái lục bình trôi này là cũng người ta nuôi Xong ở ngoài người rồi, bơi mà nó người mới ta xúc mua dây. người ta dở trà đó. Dạ. Nó trôi vô. À, nó xức dây ha, Không có chiếc dây người ta thả ra người ta ta dở thả ra dễ trà ha. mà mé đồ đó.
nó không ai nuôi đó thì nó tấp cho nó, cái nó bự. Nó cao rồi cái nó tự nó trâu vậy. Nước chảy xiết là trâu. Thì cắt lục bình là như vậy, mình về bến đi. Trời ơi, mới có chút xíu mà nó trâu dữ vậy ta. Trời ơi, nước nó chảy dữ lắm. Dạ. Trong mà nó chảy dữ lắm. Cái này mình đi vô trong là cầu Hang Mai hả cô? Vậy là xã An Nhơn ha, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ha. Rồi sẵn trên đây là gửi cho cô 10 kg gạo, thấy cũng cắt lục bình này cũng không có thu nhập nhiều á. Với cái cô phía trước là cô gì này không biết. Cô Trinh á là 10 kg gạo luôn. Vậy cảm ơn anh nhiều. Cái gạo này là của Thùy Trang, Bích Vân, Ngọc Anh. Cô tên gì quá này? Cô Nga hả cô Nga? Thùy Trang, Bích Vân với Ngọc Anh nha, gửi tặng cho cô 10 kg gạo, cô Trinh 10 kg với cái cô gì hôm qua đó. Không cái cô gì mà có đứa con mà chồng cũng nửa đường mà đứt dây thun luồn dây chuối rồi, đứt dây thun. Ở đâu? Đâu đây nè, hôm qua chú anh chỉ đó. Thì rồi thì cho một lượt là có lùn lắm đó cái nhà. Lan á. Lon á, ừ lan. Theo lên chút. Rồi cắt lục bình vậy là ngày kiếm được 500 không cô? Cô Trinh 500 bỏ xuống không là 50 được không? Cô không biết được, chơi từ vậy theo chân hả? Ở đó là chừng 2 mó. 2 mó, 2 mó được chừng 2 kg hả? Ừ. 30 ngàn. Mấy kg nữa chứ. Rồi. Cái lục bình nuôi dưới sông với lục bình trong mương thì lục bình nào nó phơi ra ngợi hơn? À, nặng hơn, phơi ra thí dụ như 10 kg nó ra được có thể 1 kg 2 kg 3 ha. Còn cái này thì nó bập hơn. Dạ. Đây được cô Trinh đây nè. Mang xích lại cô Trinh coi cái bến của cô Trinh là gì nè nha. Giờ lên nhận quà giùm luôn nha Trinh. Hôm qua tại vì hết quà rồi, bữa nay mới có đem vô sẵn thấy làm cái công việc trên sông này nè, rồi quay cho review cho bà con xem cái cảnh quê mình. Tới anh chút. Cái này cái bần phải không cô? Dạ, ừ. Thì đó, thì cái cảnh quê mình là như vậy đó nha quý vị. Ừ. Sông này sông ấy nè. Xô gần hồ chia tiền á. Dạ. Xô gần hồ chia tiền á. Hai Tư. Thôi mình về, mình vô bến mình đi Tư ơi. Vớt là gì ta? Vớt lục bình là gì hả? Trời. Tới tiêu dùng sông nước mình thường thường phụ nữ là biết bơi mới làm nghề này được hả? Ừ. Lội giống như rái vậy hả? Này là 3-4 năm nay rồi con. Dạ. Thôi vô. Nặng quá, nước nó chảy quá trời, bơi hồi không nổi luôn à. Trốn luôn. Chảy mà không, mình không sợ, mình sợ có một cái là gió. Gió là nó mình làm không sợ hả cô nghe? Kệ đi, để đi được hồi nó bẻ, để hồi nó trôi cái dừa nước rồi sao nó tự động nó chết hả? Nó ngập. Nó ngập nó không chịu hả? Ngập quá đâu. Cái gì cũng phải có khô, có nước. Dạ. Yeah. Còn này trầm thủy hoài, nước lúc ba nửa cây hoài đâu có thở. Đó, bơi xuồng là như vậy nha. Lục bình miền Tây mình là như vậy đó. Bữa nay là 28 tháng chạp rồi nhưng mà ở quê thì cũng yên lặng hả cô Nga? Ừ. Nó... hỏi anh tiền bạc đâu. Ai cũng lo mà cũng chết. Mà không có dư hả sao cô? Không có dư. Giờ bánh mứt rồi sắm chưa? Chưa có mua cái gì. Thịt rồi sắm chưa? Hả? Thịt rồi sắm chưa? Chưa có gì.
Lý do là sao? Là vườn không có thu nhập hay sao? Có cái gì hết trơn. Vườn hết trơn rồi mới trồng chanh nè. Vậy sao? Thôi vậy là lên nha. Lên là nhận quà đi. Dạ. Để anh lên đi rồi tôi quay. Lên nha quý vị. Đem gạo ra đi chút. Bưng bịch gạo luôn. Đây là những người mà một á, là cô Nga cắt lục bình. Rồi cô Trinh cũng cắt lục bình. Còn cô này thì làm móng cá hả? Cái này còn làm không? Còn. Cô là tên gì? Thị. Thủy á Thị. Thì ngày hôm qua thì chú Thịnh cũng nghe cái hoàn cảnh cũng phải nuôi con. Thì hôm nay chú Thịnh ở ngoài cái tàu nè, chở vô đây là xã An Nhân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ấp gì ta? Ấp An Thạnh. Ấp An Thạnh ha. Thì 10 kg gạo của Thị đó Thị về nuôi con Thị. Rồi lấy 10 kg gạo cho Thị. Rồi cô Trinh đó thì nửa đường đứt dây thun hả? Gãy gánh. Rồi con năm nay nhiêu tuổi rồi Trinh? Con 11 tuổi rồi. Giờ đừng phải nuôi con mà cắt lục bình rồi quý vị thấy đó. Trên cái ghe lục bình mà xa xa thấy cái dáng bơi đó thì cũng 10 kg gạo. Dạ. Cái này là của cô Trang Bích Di Vân Ngọc Anh gửi tặng mình đó trong cái dịp Tết dạ. Này. Dạ. Cảm ơn hết mấy chị. Dạ, cô Nga luôn nè, cô Nga 10 kg gạo. Dạ. Rồi cô nhận luôn đi cô Nga. Rồi. Trang. Cô nước luôn rồi, dạ, Trang Bích Vân Ngọc Anh nha. Dạ. Gửi tặng đó. Phải về đi Thị. Dạ. Nhiêu tuổi rồi Thị? Có 28. Rồi, đó. Rồi bắt đầu giới thiệu cho tướng Dĩ nên dắt đi luôn. Đó là nhà của Trinh đây phải không? Dạ, ở đó ở nhà thôi. Ở nhà thôi. Nhà đây mấy nhà con. À. Nhưng mà tối thì ngủ nhờ ở đâu? Dạ, ngủ nhờ trên. Nhờ trên. Ừ. Dạ. Ví dụ như mình cắt lục bình được một ngày mình kiếm được bao nhiêu tiền? Cái này. Ra đây nè Trinh. Vì mình phơi cả tuần lễ rồi mới cắt được. À. Dạ. Đó. Mình cắt mình bán chứ cắt ta có nuôi mé thì ta chặt hoài. Còn vớt dưới sông mà bán dây cọng. Bữa đặng bữa được ha. Dạ, dạ. Như nước kém nó không có trôi. Dạ, nước rong. Nước rong thì nó có trôi mới vớt được. Ừ. Chứ ngoài ra mình không làm gì thêm đi chứ cái này nó nghề nó bấp bênh quá vậy cô Trinh. Mắt đưa rước thằng nhỏ đi học rồi cơm nước cho nó nữa. Bây giờ nó học lớp mấy? Dạ lớp 5 rồi. Lớp 5 là tuốt ở dưới mù dạ, dưới hả? Sao thấy màu. Dạ. Ở này là rạch cái xếp này ha. Dạ. Mà gần cầu đế cầu gì cầu bà đồ hả cầu thầy dược ha dạ. Ừ, đến thì lục bình là như vậy nha quý vị. Rồi món gì ngon vậy lương hay vậy? Dạ lương. Giờ Tết rồi mua thịt rồi chưa? Dạ chưa con, nhà con hai mẹ con thì chưa có mua gì hết trơn á. Ừ. Nhà ở nhờ nhà bà ngoại chứ ăn riêng hết trơn thì chú ăn riêng. Dạ. Như là tự bươn chải ha. Dạ, tự bươn chải nuôi thôi con. Mình thấy cái hoàn cảnh gì mình gửi thêm 100.000 đi mua thịt giùm anh nha. Dạ. Ha. Dạ, 100.000 mua thịt nha. Dạ. Dạ cảm ơn mấy chị gửi đâu đó 100.000 đó có phải đủ không? Dạ dạ phải. Có mua thịt mua gì đó trứng gì đó. Dạ, dạ. Có hai mẹ con thì dạ, ký là con. Chắc cũng đủ rồi. Dạ. Ừ, cảm ơn nhiều lắm luôn. Đang nấu gì vậy con? Nấu cái này là chị chứ không phải là chị của cô Trinh hả? Dạ, chị dâu. Bữa nào mình lên đây mình dựng cái cảnh nhà quê nấu bếp củi nha. Dạ. Thế à, nấu bếp củi không? Ừ, nấu chứ... ga đâu có chịu nổi đâu. Dạ, dạ. Thôi dạ. Thịnh đi nha. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn mấy chị luôn. Ừ, đó, gạo đó thì cũng có trong cái dịp Tết dạ, thì cũng Tết, giống như dạ, một cái lời động viên vậy thôi chứ dạ. Không phải là nhiều. Dạ. Dạ có như vậy là quý mừng lắm luôn rồi. Dạ. À, đi. Dạ. Hôm nay có mấy cái người Việt đang sống ở Mỹ á. Dạ. Gửi cho cô 10 kg gạo trong cái dịp Tết này nè. Dạ. Mình ở địa chỉ với tên tuổi là gì cô? Dạ. Địa chỉ ấp An Thạnh, xã An Nhân, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Dạ, yeah. Cô tên gì? Tên Nguyễn Thị Hoa, năm yeah. Có năm sinh. Cô năm nay nhiêu tuổi cô? Năm sinh 1952. 1952 ha. Dạ.
Hồi đó giờ mình cũng ở xứ sở này hả con? Dạ, quê quán xứ sở cha mẹ ở đây. Mà nghe nói chơi thời gian trước là mình còn trẻ, mình còn khỏe là đi làm ở đâu? Dạ, đi làm ở thành phố. Vậy dạ, ở quận mấy? Ở quận 6. Quận 6 hả? Đường gì nhớ không? Đường cái chợ lớn đúng không? Cái đường gì? Đường Phan Văn Khỏe hay đường nào? Ừ, đường Phan Văn Khỏe, có làm đậu trong đó nữa, rồi có làm công ty nữa, đủ thứ. Ừ. Rồi sau rồi làm nó cũng 10 năm, rồi sau về Đồng Nai làm cũng 10 năm nữa. Ừ, giờ bây giờ, giờ lớn tuổi rồi. Giờ bệnh cái giò quá chú ơi. Đúng rồi. Về giờ không có làm nổi đi về. Dạ. Thì hôm nay có cái trường hợp của cô vậy đó, rồi có nhiều người chỉ, rồi mình cũng hoàn cảnh mình cũng lớn tuổi, cũng hết làm ra tiền rồi ha. Dạ, có làm gì đâu chứ, rồi về đây mấy năm trời ở không, còn đâu có mệt dạ, gì về đâu. Trước dịch không? Về nay 3 năm rồi, trước dịch. Dạ. Dịch. Dạ, trước phải biết rồi, có gì mình vô mình hỗ trợ được tiếp cũng được. Dạ, ừ. Dạ chú không biết. Dạ. Dạ, chú biết rồi, chú cũng giúp trợ, dạ. Trợ dùng cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Vậy tôi cũng xin thành thật ba cô Thùy Trang, Bích Dân, Ngọc Anh đã hỗ trợ cho tôi số gạo. Tôi thành thật biết ơn. Cô tên là gì vừa nãy? Cô tên là Nguyễn Thị Hoa. Cô thì hôm nay đó cũng nhờ bà Chính hả? Chính bà cũng ở ấp An Thạnh ha? Cũng chung ấp xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì cũng biết được cái hoàn cảnh rồi bà Chính cũng nói thêm vô. Hoàn cảnh nhỏ này nó cũng khổ lắm. Dạ. Con nhỏ lớn không biết có chồng con gì hết. Dạ. Bộ kén lắm hả? Thấy đẹp mà. Dạ. Đẹp mà nó không chịu lấy chồng, đi mừng xa lắm. Ừ. Mừng hoài, ngày tháng. Không có tiền, tới chừng già gì không có chỗ ở. Đất này tôi cho nữa. Dạ. Dạ. Cái đất ở đây là của bà Chính sao? Bà Chính. Ừ. Vì là bà đó là bà địa chủ hả? Cũng dám dám gì lắm. Dạ. Nó chơi đất nhiều, hồi xưa có đất nhiều ha. Chứ không phải tại giỡn chọc bà. Ông già dưới cũng đất của tôi vẫn ở. Ừ. Cho ông ở đậu. Dạ. Chính cho ông cất ở không? Ở đậu qua ngày. Chính là làm ơn làm phước cho vợ hả? Nhiều người làm ơn làm phước rồi, có phước. Dạ. Như thím Chính là thím cũng thương tôi lắm. Cái gì mà không nói tội. Vì là cô qua hồi đó giờ tại vì khó khăn hay là không ai chọc? Không có ta chọc, nhưng mà tại vì hồi đó nó đẹp lắm, mà tại sao lý do gì nó không kêu lấy chồng, đốc lấy chồng gì? Chắc sợ vô ăn hết của chứ gì. Tại vì đi mần hoài đó chú ơi, đi mần ngày tháng qua ngày tháng rồi cái thôi ở vậy. Tiền sắm vàng không à, hay sao? Bởi sắm vàng không khổ. Bởi vì tôi nói phải mày có 5 cây vàng mày không khổ. Đi từ nhỏ tới lớn mà giờ 70 mấy tuổi rồi. Sinh này 152, hồi nãy cô qua có nói. Dạ. Thì thôi, dạ. Con đầu năm cuối năm cũng chúc bà Chính với cô Hoa dạ. Cũng dồi dào sức khỏe. Vạn sự như ý. Dạ, thì con biết địa chỉ rồi sao đâu con tự đi. Dạ. Chứ hồi nãy con có chạy ngang nhà bà con dòm dòm thôi chứ tại vì con biết đường đi rồi. Bây giờ tôi nói như vậy mà chú nhắm có thể giúp người ta được không? Dạ. Con nhỏ bên đây cũng ở con mình mà chồng mới chết. Dạ được. Hai đứa con mà con chết một đứa. Dạ được. Con thằng bây giờ nó có vợ sao nó cũng không có gì. Nhỏ cũng mèo cổ. Dạ, con tôi mừng. Mừng đây này nó kìa nó. Ừ. Dạ. Chồng mới chết. Dạ, tôi mừng ha. Dạ, dạ, cũng được. Dạ. Chồng mới chết mà con thì nó mèo cổ nó xa lắm. Con lớn hay nhỏ? Con lớn có xương có da rồi, có vợ chồng vợ. À, nhưng mà bây giờ cô Tư này là sống một mình hả bà? Sống bà Chính? Một mình. Dạ, vậy được mà. Dạ dạ. Theo cho nó. Dạ dạ, dạ được. Dạ được.